Mình xin được gửi lời chào đến toàn bộ anh em đang có mặt ở trên kênh YouTube của VN Review để cùng theo dõi buổi livestream trực tiếp chiếc Xiaomi Redmi Note 9S, chiếc smartphone vừa mới được ra mắt tại trường Việt Nam của Xiaomi. Đầu tiên thì các bạn thấy là ngay từ cái phần hộp đựng thì chúng ta thấy là cái thiết kế của Redmi Note 9S đã được Xiaomi họ khoe luôn ở đây rồi, và cái phần hộp này thì nó cũng không có gì quá đặc biệt cả. Và ngay ở đây thì chúng ta sẽ có những cái thông tin cơ bản là lượng RAM 4GB cũng như là 64GB bộ nhớ trong, 64GB ROM của cái phiên bản mình đang có này. À, như mình đã nói đó thì chiếc Redmi Note 9S thì ngoài cái phiên bản này thì nó sẽ có một cái phiên bản nữa với 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong nữa, dành cho bạn nào mà thích những cái cấu hình cao. Vậy là chúng ta đã có chiếc máy ở đây và sẽ cùng đi khám phá chiếc Xiaomi Redmi Note 9S ngay và luôn thôi. Nào, cùng mở chiếc hộp này ra xem. Bên trong chúng ta thấy ngay nhân vật chính của chúng ta đây, Redmi Note 9S rất đẹp. Mặt lưng phía sau phải nói là rất cao cấp, rất đẹp mắt, rất bắt mắt. Với cái phiên bản mình đang có trên tay đây là có thể gọi là phiên bản màu xanh lai bạc một chút, nó khá giống với cả một chiếc điện thoại gần đây mà mình trên tay cho anh em xem. Mà anh em nếu mà có theo dõi kênh Facebook cũng như là YouTube của VN Review có thể thấy đó là chiếc rất là giống chiếc Oppo Find X2. Thì cái mặt lưng phải nói là rất đẹp. Hôm nay Xiaomi họ đã làm một cái mặt lưng rất cao cấp ở trên một chiếc máy chỉ có khoảng tầm 5 triệu rưỡi như thế này, và chúng ta có một chiếc máy với mặt lưng rất là bắt mắt và cái cụm cam thì rất là nổi bật. Chúng ta sẽ có 4 camera ở đây và có những cái camera là 48 chấm là camera chính. Nó sẽ giảm một chút so với cả chiếc Xiaomi Redmi Note 8 Pro là camera 64 chấm. Chúng ta sẽ có một cái camera góc siêu rộng 8 chấm, một camera macro 5 chấm sẽ tương đương với cả những cái điện thoại của Samsung, và một cái camera nữa là camera 2 chấm để phục vụ việc xóa phông. Đó là sơ sơ về cái mặt sau của Redmi Note 9S. Còn ở phía mặt trước này thì có một điểm cũng đã hoàn toàn được nâng cấp ở trên chiếc máy của Xiaomi, đó là chúng ta đã có một màn hình dạng nốt ruồi. Màn hình dạng nốt ruồi rất là quen thuộc ở trên những chiếc máy của Samsung. Và giờ đây thì Xiaomi cũng đã kịp bắt trend rồi, năm nay thì chúng ta sẽ có trend nốt ruồi. Và cái nốt ruồi của Xiaomi thì cũng được đặt nằm chính giữa máy, giống như là những chiếc máy của Samsung như là A71, như là A51 hay là bộ 3 Galaxy S20. Và cái màn hình này thì kích thước của nó sẽ là 6,67 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng. Và cái màn hình này thì nó sẽ sử dụng tấm nền là IPS LCD chứ không phải là AMOLED. Chính vì sử dụng cái màn hình LCD thế nên là chúng ta sẽ không có cảm biến vân tay ở trong màn hình. Và cảm biến vân tay thì sẽ được đặt ở phía nút nguồn. Vâng, là một hướng đi rất là lạ của Xiaomi khi mà họ đã chuyển sang vân tay ở phía nút nguồn chứ không phải là vân tay ở phía mặt sau. Cũng là một cái hướng đi cũng là khá là quen thuộc trên một số máy gần đây, như là chúng ta có chiếc Galaxy Z Flip thì Samsung mặc dù sử dụng màn hình AMOLED nhưng mà cũng đặt cái vân tay ở phía bên cạnh nút nguồn như thế này. Hay là chiếc Huawei Nova 5T hay là chiếc Huawei Nova 7i ở gần đây thì chúng ta cũng có cái vân tay ở bên cạnh nút nguồn như thế này. Cũng là một cái hướng đi mới của các hãng sản xuất này trong cái thị trường smartphone năm nay. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có những cái cổng rất là quen thuộc, đó là USB Type-C cũng như là jack cắm tai nghe 3.5mm và cả cái hệ thống loa ngoài. Ở phía bên trên thì một cái đặc điểm rất là đáng khen đó là Xiaomi họ vẫn giữ lại chúng ta cái cổng hồng ngoại. Chúng ta vẫn có đầu phát hồng ngoại ở đây để có thể điều khiển các thiết bị điện tử trong nhà như là điều hòa, như là quạt, hoặc là chúng ta có thể điều khiển cả những chiếc máy ảnh DSLR nữa. Và phía trên này thì là một cái mic để lọc tiếng ồn thôi. Phía bên trái này thì chúng ta sẽ có cái hệ thống sử dụng 2 SIM và một khe cắm thẻ nhớ riêng biệt. Chúng ta có thể sử dụng song song cả 2 SIM cũng như là một khe cắm thẻ nhớ, rất là tiện lợi. Đó là sơ sơ về chiếc máy, còn các phụ kiện đi kèm thì ta sẽ đặt tạm chiếc máy dưới này và chúng ta sẽ khám phá tiếp những phụ kiện đi kèm. Chúng ta sẽ có một củ sạc công suất lên tới 22,5W. Bản thân một cái điểm khá là hay ở trên chiếc máy này của Xiaomi đó là bản thân chiếc máy thì nó chỉ hỗ trợ công suất sạc nhanh là 18W thôi. Nhưng mà Xiaomi họ lại tỏ ra khá hào phóng như khi mà họ trang bị một cái củ sạc lên tới 22,5W. Và chúng ta sẽ có một cái chiếc máy sạc nhanh 18W thôi nhưng mà củ sạc thì thừa hẳn 4,5W nữa chúng ta. Và với viên pin là 5020mAh thì củ sạc này thì nhiều khả năng nó sẽ sạc được cái viên pin này sẽ mất chỉ khoảng tầm cùng lắm là 1 tiếng rưỡi thôi.
chúng ta sẽ có một chiếc cáp tất nhiên rồi, cáp Type C, một đầu Type C và một đầu Type A chứ không phải là hai đầu Type C như là một số máy Samsung gần đây. Chúng ta sẽ không có tai nghe, những chiếc máy của Xiaomi thì không bao giờ có tai nghe cả, ngay cả những chiếc máy cao cấp. Và chúng ta sẽ có một chiếc ốp lưng đi kèm. Trở lại với chiếc Redmi Note 9S này thì cảm giác của mình cầm máy trong máy là rất là thoải mái, dù cái màn hình của nó cũng khá là lớn, 6.67 inch. Một cái điểm mà mình nhận ra đó là cái phần thân máy này nó khá là dày, có lẽ là do cái viên pin 5000 mAh, thế nên là Xiaomi họ đã phải làm cái thân máy này nó dày lên khá là nhiều. Thực ra thì mình đang dùng chiếc Galaxy S20 Ultra thì chiếc máy này thì nó sẽ mỏng, nó sẽ dày tương đương với chiếc Galaxy S20 Ultra đây. Mình đang có chiếc Galaxy S20 Ultra đây để cho anh em cũng có thể so sánh. Đó, đây là chiếc Galaxy S20 Ultra mình đang còn đang test đây. Anh em có thể thấy là cái phần thân của chiếc Redmi Note 9S này với cả chiếc Galaxy S20 Ultra thì S20 Ultra nó vẫn dày hơn một tí, tại vì mặc dù cái viên pin là ngang nhau, tuy nhiên là S20 Ultra nó có cái cụm camera kính tiềm vọng, thế nên nó sẽ phải dày hơn. Còn chiếc Redmi Note 9S này thì nó sẽ mỏng hơn một chút so với chiếc S20 Ultra. Cụm cam này của chiếc Redmi Note 9S thì nó cũng bị lồi lên một tẹo nhé, chứ nó không hoàn toàn phẳng đâu, sẽ lồi lên một tẹo so với cả cái thân máy, nhưng mà nó sẽ không lồi lên quá nhiều. Mặc dù cái cụm camera này thì nó không hề có cái camera tele và cũng không có cái hệ thống chống rung OIS hoàn thiện của chiếc Redmi Note 9S này thì mình thấy là khá là tốt. Mặc dù cái phần khung này thì nhiều khả năng nó là nhựa thôi, tại vì không có bất cứ một cái vạch chia anten nào trên phần khung này cả. Tuy nhiên thì phải công nhận là Xiaomi năm nay họ đã làm cái phần khung này khá là tốt. Khi mà chúng ta cầm vào thì rất là khó phân biệt giữa nhựa với kim loại, một cái lớp sơn rất là mịn ở đây và rất là chắc chắn, cầm vào thực sự là chắc chắn. Cũng như là cái cảm biến vân tay đặt ở nút nguồn này, diện tích của nó khá lớn mà mình đã sử dụng thì tốc độ nó rất là nhanh và nhận diện rất là tốt. Và cái phần kết nối giữa màn hình và khung viền cũng được là Xiaomi họ làm khá tốt, không bị cấn quá nhiều, mặc dù cái màn hình nó vẫn hơi lồi lên so với khung máy một chút. Tuy nhiên chúng ta cầm vào thì chúng ta vẫn thấy là tương đối là thoải mái. Ở mặt trước này thì cái phần màn hình dạng nốt ruồi ở giữa này thì được Xiaomi họ tối ưu viền cũng rất là ổn, hai viền hai bên mỏng gọn, viền trên cũng tương đối mỏng gọn. Chỉ có cái phần cằm phía bên dưới thì vẫn còn hơi dày một tẹo thôi, nó sẽ chưa thể nào mỏng được như là những thiết bị cao cấp như là chiếc Galaxy S20 hay S20 Ultra cả. Cái này thì chúng ta sẽ phải chấp nhận, những chiếc máy giá rẻ như thế này, tầm giá như thế này thì sẽ không thể nào mà có thể mỏng được như là những chiếc máy cao cấp. Đây, để đây để cho anh em thấy là nó sẽ khác biệt như thế nào giữa một chiếc máy cao cấp và một chiếc máy giá rẻ, mặc dù cùng có màn hình nốt ruồi đấy, nhưng mà rõ ràng là chiếc S20 Ultra thì cái viền của nó mỏng hơn nhiều, đúng không? Mức giá của nó sẽ đắt gấp tầm 6 lần so với cả chiếc là Redmi Note 9S mà, thế nên là chúng ta sẽ phải chấp nhận. Tuy nhiên thì cái màn hình này thì ở cái tầm giá như này thì cũng quá là ngon rồi, chúng ta sẽ có một cái màn hình rất là thoáng đãng. Và cái màn hình này một điểm rất là đáng giá đó là nó còn hỗ trợ cả công nghệ HDR nữa, và mình đã thử nghiệm ở trên YouTube, chúng ta hoàn toàn có thể xem được, tương thích hoàn toàn với cả những cái video HDR trên YouTube, rất là ngon ghẻ. Độ sáng màn hình thì theo Xiaomi họ công bố nó sẽ rơi vào khoảng tầm 480 nit. Đây, cho anh em xem một cái video HDR để cho anh em thấy là cái chất lượng màn hình của trên chiếc Xiaomi Redmi Note 9S này. 5.5 triệu mà chúng ta có một cái màn hình 6.67 inch nốt ruồi mà lại còn có cả HDR nữa, rất là ngon lành cành đào. Chúng ta có thể xem những video trên YouTube, Netflix thì mình chưa có thời gian mình test, không biết là có hỗ trợ HDR trên Netflix không, tại vì thực ra thì một số máy hỗ trợ HDR trên YouTube mà chưa chắc là đã hỗ trợ HDR trên Netflix đâu. Cái này thì chúng ta vẫn phải test thêm, tại vì có hai cái nền tảng này thì nó vẫn hơi khác nhau một chút về cái chuẩn HDR. Và một trong những điểm mà chúng ta sẽ quan tâm nhất đó là camera của chiếc Xiaomi Redmi Note 9S này, với một cái camera 48 chấm và một cái camera macro 5 chấm, cũng như là một camera góc rộng 8 chấm, thì chất lượng của nó thế nào. Thì mình đã chụp thử cái camera của Redmi Note 9S ở đây. Đây là một chiếc Redmi Note 9S khác, mình có thử chụp một số cái bức ảnh ở đây để anh em có thể xem qua về chất lượng của chiếc
Redmi Note 9S này xem như thế nào. Đây là những bức ảnh mà mình chụp bằng cái camera thường, camera 48 chấm của máy. Còn đây là mình đang thử zoom 2x lên, chất lượng cũng rất là ổn. Và mình cũng đã thử chụp một số bức ảnh bằng camera macro. Thì một cái điểm rất là đáng khen ở trên camera của Redmi Note 9S đó là cái camera macro của máy thì nó hỗ trợ lấy nét tự động, cũng như là cả hỗ trợ lấy nét bằng tay ở trong chế độ chuyên nghiệp nữa. Thế nên là chúng ta rất là dễ dàng chụp được những bức ảnh macro khá là ấn tượng. Đây là mình chụp một cái nhụy hoa bé xíu à, nhìn mắt thường thì nó bé xíu. Và khi mà chúng ta chụp bằng chiếc camera macro của Xiaomi Redmi Note 9S thì chất lượng hình ảnh lên khá là ấn tượng. Anh em có thể lên website của VN Review thì mình sẽ post lên những cái bức ảnh nó chất lượng cao hơn để anh em xem rõ hơn cái chất lượng ảnh. Còn hiện tại khi mà chúng ta livestream thì nhìn từ cái màn hình điện thoại sẽ rất là khó để có thể nhận ra được cái chất lượng hình ảnh, nên mình sẽ lướt qua rất là nhanh thôi. Đây là một số bức ảnh khác bằng chụp bằng camera chính 48 chấm cũng như là camera góc rộng 0.5x, 0.6x của Redmi Note 9S. Chụp nhanh thì mình thấy là cái tốc độ chụp rất là nhanh, bắt nét cũng rất là tốt, cân bằng trắng các thứ ổn. Một số bức ảnh khác để anh em thấy là cái màu sắc lên của ảnh rất là tự nhiên, tươi tắn. Tuy nhiên là cái camera góc rộng thì nó sẽ có một số hiện tượng như là viền tím. Cái này thì chúng ta sẽ phải chấp nhận thôi. Đó, cái camera chính của Redmi Note 9S chất lượng rất là ổn. Và đây là một số bức ảnh khác mình chụp bằng camera macro. Và một cái điểm đáng giá nữa của Redmi Note 9S đó chính là cái cấu hình của nó. Khi mà chúng ta có một con chip rất đáng giá Snapdragon 720G và phiên bản mình đang cầm đây, lượng RAM 4GB và 64GB bộ nhớ trong, và chúng ta sẽ có cả một cái phiên bản khác với lượng RAM là 6GB và 128GB bộ nhớ trong. Đây là chiếc máy mà mình đã cài AnTuTu cũng như là một số cái phần mềm đánh giá khác như là Geekbench. Và đây, AnTuTu đây, mình đã chấm nhanh bằng AnTuTu. Thì cái điểm của chiếc Xiaomi Redmi Note 9S này nó đang rơi vào khoảng tầm 220.000 điểm với cái điểm CPU là khoảng gần 80.000 điểm, 79.000, chúng ta cho là khoảng tầm 80.000 điểm, cũng như là cái GPU là gần 50.000 điểm. Cái điểm này thì mình thấy là nó hơi ngang ngửa với cả con chip Helio G90T. Và thực sự thì mình có xem một số cái video YouTube như là một số cái kênh đánh giá ở nước ngoài thì họ cũng đánh giá là con chip Snapdragon 720G này thì nó hoàn toàn ngang ngửa với con chip Helio G90T cũng như là hay là con chip Snapdragon 730G về mặt hiệu năng. Chúng ta sẽ, nhưng mà đây cũng là một điểm rất là đáng giá rồi, khi mà chúng ta trước đây với những con chip Snapdragon 730G thì chúng ta thường là ít nhất thì mức giá của những chiếc máy đấy tầm giá của nó cũng phải rơi vào khoảng tầm 8-9 triệu hàng chính hãng, mà thậm chí có thể lên cao hơn mức lúc 12-13 triệu. Nhưng mà chiếc máy này thì chúng ta có mức giá rất tốt, 5 triệu rưỡi cho cái phiên bản 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong này, và 6 triệu cho cái phiên bản 6GB RAM 128GB bộ nhớ trong. Và trong quá trình sử dụng thì mình thấy là máy rất mượt mà, chúng ta đã được cài sẵn cái phiên bản MIUI 11 với dựa trên Android 10 luôn, và nó có cái đã có giao diện dark mode luôn cho anh em nào thích sự đen tối, chúng ta đã có dark mode luôn, rất là tiện lợi đó. Và như vậy thì chúng ta gần như là đã có một cái chiếc máy hội tụ đầy đủ những cái tính năng đáng giá. Chúng ta có một cái thiết kế mới mẻ với cái màn hình dạng nốt ruồi rất là thanh thoát ở đây. Chúng ta có một cái mặt lưng rất là đẹp mắt với cái hiệu ứng tráng gương và cái một cái màu sắc màu xanh bạc này rất là đẹp mắt và rất là cao cấp, mặc dù mức giá của máy khoảng tầm 5-6 triệu thôi. Và chúng ta có một cái hệ thống camera rất là chất lượng, mình đã chụp thử camera macro 5 chấm của nó rất là ok. Ta có một cái cấu hình Snapdragon 720G với cái lượng RAM bộ nhớ trong rất là hợp lý, viên pin rất là dồi dào 5020 mAh, có cả sạc nhanh 18W củ sạc nhanh 22.5W luôn. Và hệ thống MIUI 11 dựa trên Android 10 với giao diện tối cũng như là cái giao diện đa nhiệm mình rất là thích ở trên MIUI này. Chưa cái máy nào hiện tại mà có thể làm được như cả Xiaomi cả, hầu hết các máy đều sử dụng cái dạng danh sách lướt ngang
trông nó sẽ không được trực quan cho lắm, nhưng mà Xiaomi họ đã sử dụng cái danh sách cái dạng dọc như này, chúng ta có thể nhìn được rất là nhiều, một lúc chúng ta có thể nhìn được 4 app và có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các app rất là nhanh. Đây là một cái tính năng rất là thông minh của Xiaomi. Đó là toàn bộ những cái cảm nhận ban đầu của mình về chiếc Xiaomi Redmi Note 9S này. Có thể nói là một chiếc smartphone cực kỳ khô máu của Xiaomi, đúng với truyền thống của họ từ trước đến nay. Tầm giá chỉ khoảng 5 triệu đồng thôi mà chúng ta có được rất nhiều cái tính năng hay ho, cao cấp. Màn hình nốt ruồi đẹp, mặt sau rất là ngon ghẻ, sang xịn mịn, camera ổn, chất lượng, hệ thống cấu hình như là pin gần như là rất là khó có điểm gì có thể để chê được ở trên chiếc Xiaomi Redmi Note 9S này. Còn anh em thấy sao về chiếc Xiaomi Redmi Note 9S này, liệu nó có xứng đáng với cái mức giá 5 triệu đồng hay không? Ở cái tầm giá 5 triệu đồng này thì anh em ngoài chiếc Redmi Note 9S thì anh em còn lựa chọn một chiếc máy nào? Hãy comment ở phần phía bên dưới và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận như là anh em cần test gì, cần biết gì thêm về chiếc Redmi Note 9S này thì cứ comment vào group VN Review cũng như là comment ở dưới video để mình sẽ cố gắng mượn một chiếc Redmi Note 9S về làm đầy đủ cho anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video livestream này và đừng quên đăng ký kênh của VN Review, like kênh VN Review, đặt VN Review ở chế độ xem trước, bookmark website VN Review để cùng nhận được những video mới nhất về Xiaomi Redmi Note 9S và nhiều chiếc smartphone, nhiều sản phẩm khác nữa. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye.